nghi lễ Phật giáo, đó là lễ hưng tạc Đại Tràng Văn.
Sau lời kinh tiếng kệ của Phật giáo, cây phan được dựng lên giữa bầu trời cao rộng. Đây là nhịp cầu nối liền giữa quả sống với người chết, hay nói đúng hơn là nhịp cầu bắc qua giữa hữu hình với vô hình, giữa quả âm với người dương, để chú tất những ân tình mà con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhịp cầu ô thước bắc qua dải ngân hà cho những tâm hồn lẻ loi cô độc, hằng đêm tư lự trong nỗi sầu ly biệt thiên thu giữa bầu trời cao rộng, chọn những ngày lễ này để trở về đây chứng giảng cho những người con, người cháu đối với cội nguồn cây phan ấy. Phùng thịnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hồn thiêng sông núi anh linh chiến sĩ, cựu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, tất cả bước qua cây cầu ấy.
Tiền từ nương phước đức của chư tăng, cả đạo tràng sáng rực, mười phương chư Phật phóng tỏa hào quang, Bồ Tát Quan Âm Thế Chí hiện hiện đạo tràng, tất cả
đều phóng khoáng tiếp độ. Chúng ta tất cả những người còn sống giờ đây xin chắp tay lại niệm Nam Mô Tây Phương Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện ngài duỗi cánh tay vàng tiếp độ hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ siêu sanh biển tình cảnh, thoát ly địa ngục luân hồi. Lễ bạch Phật khai kinh được cử hành. Nam
Yeah.
Thiên tổ cao tổ tịnh tổ
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó.